Hiện nay bên cạnh việc cung cấp những kiến thức cơ bản thì giáo dục kỹ năng sống cho trẻ luôn được ngành giáo dục quan tâm hàng đầu. Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ tiểu học luôn là một trong những vấn đề bức thiết cần được thực hiện thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, để các em tiếp thu được và hành động đúng, những bài học lý thuyết khô cứng là chưa đủ để cho hiệu quả tốt nhất, mà còn có những phương pháp giảng dạy mới mẻ và mang tính thực tiễn cao. Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn về điều này. Đây là một buổi học về an toàn giao thông tại trường tiểu học Nghĩa Hiệp, huyện Đức Trọng. Một tiết học không hề khô cứng như cách học truyền thống là thầy giảng trò nghe. Mà ngược lại, chính các em lại làm chủ tiết học. Theo hướng dẫn của giáo viên, các em được lồng ghép nhiều hoạt động ngoại khóa, được xây dựng đầy mới mẻ và thú vị, mang tính chất học mà chơi, chơi mà học. Trải nghiệm các bài giảng dễ nhớ, dễ hiểu mà vô cùng thực tế. Do vậy, giúp mỗi học sinh cảm thấy hứng thú. Con học được rất nhiều. Khi con ra ngoài đường thì biết được luật của an toàn giao thông, biết đi như thế nào là đúng. Chỉ các bạn trong lớp là đi đúng làn đường. Để học sinh của trường ý thức hơn trong việc chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, ban giám hiệu trường tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt dưới cờ, tạo không gian thoáng đãng trước khu vực trường để tránh ùn tắc giao thông, có nhiều biển báo về giao thông để học sinh trong trường đọc và học dễ dàng. Ngoài cái việc mà tuyên truyền với học sinh về thực hiện an toàn giao thông thì trong các cái tiết dạy về an toàn giao thông thì giáo viên đã chủ nhiệm đã chủ động dạy cho học sinh, đặc biệt là có liên hệ thực tế về cái đoạn đường mà học sinh thường đi qua để nhắc nhở học sinh thực hiện. Ngoài ra thì trường còn có phân công một cái đội sao đỏ là chuyên theo dõi để nhắc nhở học sinh. Về cơ bản thì học sinh của trường là các em nhận thức là không có mũ bảo hiểm thì không ngồi trên xe, và gần như thì ở với học sinh tiểu học thì các em nhỏ thì các em đều được bố mẹ đón, cho nên là các em đã tham gia giao thông là tương đối là tốt. Còn đối với nhiều doanh nghiệp cũng đồng hành cùng với các trường học tổ chức những chương trình giao lưu tuyên truyền về giao thông và tặng mũ bảo hiểm nhằm giúp các em bảo vệ bản thân. Giáo dục ý thức cho học sinh đầu cấp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều hết sức cần thiết mà các doanh nghiệp đã và đang tiến đến. Chúng tôi xây dựng cái ý thức ngay từ đầu khi các cháu tham gia giao thông, ngồi xe trên xe mô tô, xe gắn máy thì các cháu phải có ý thức ngay từ sớm để đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời là cũng là một cái ý thức, chúng tôi cũng tuyên truyền cái ý thức này đến với cộng đồng, đối với các bậc cha mẹ thì khi cho các cháu tham gia giao thông thì cũng phải đội mũ bảo hiểm để cho giảm thiểu tới cái vấn đề là cái như là tai nạn giao thông khi các cháu tham gia giao thông. Từ nhiều năm nay, ngành giáo dục Lâm Đồng triển khai các chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để thực hiện các bài học giáo dục an toàn giao thông lồng ghép trong các tiết học chính khóa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông trong học đường cho tất cả học sinh, cũng như triển khai nhiều hội thi về an toàn giao thông dành cho giáo viên, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông. Chúng tôi đi sâu vào những cái kiến thức rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của các em, giáo dục cho các em những cái kiến thức mà các em có thể thực hiện được. Như tiết học ngày hôm nay thì tôi đã giúp cho các em lập ra được những cái phương án để có thể chọn những con đường an toàn nhất khi đi từ nhà đến trường, và trong quá trình tham gia giao thông được giảng dạy một tiết học về an toàn giao thông cho các em thì bản thân tôi cảm thấy cũng rất là hào hứng, bởi vì đây là một tiết học rất là gắn với thực tế của các em rất là nhiều. Với các chương trình được ngành giáo dục Lâm Đồng triển khai trong nhiều năm nay, có thể thấy việc xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ việc giáo dục nâng cao nhận thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ cấp tiểu học, để dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.